Và còn một giải cuối cùng thì xin được giới thiệu đến với quý cha, quý khách và toàn thể quý vị một bài hát từ phía ca đoàn Thánh Anna. Xin được mời chị Thúy bước lên trên sân khấu. Xin tất cả quý vị chúng ta nán lại để chúng ta sẽ bốc thăm một bốc thăm cuối cùng, một món quà rất giá trị trong buổi bốc thăm ngày hôm nay. Ai dậy đầu mưa năm khi sương mòn rời xa, ơi mà ta đã quên rằng đời ta hoa sống chia đơn đầu, mong loài tay lúa đơm non sẽ vô vàn vui sương đón cho ngày gần mới. Đây hạt sống phát ra truyền, đây hạt sống sinh trong chung, có hạt cho sinh một cha. Nào ta đi. Thank you.